Người người bảo nhau cùng mua bảo hiểm không có
trường còn có cá nhân vẫn chưa tự giác nên chiêm nghỉ hè lệnh trên truyền xuống phải tháo gỡ ngay đường làm sạch đẹp môi trường vẫn là nước bẩn phố đường môi trường sinh sống điều quan trọng nhất là nước sạch đủ đầy vừa một tràng pháo tay rất lớn để cổ vũ cho tiết mục của người Đồng Nai.